Hello, hello, hello. Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với Hello Hào, kênh YouTube nhiều tập, nhiều nội dung và khác giờ chiếu. Đây sẽ là cái câu slogan mà Hào sẽ bắt đầu mỗi cái video của mình. Hào thấy các bạn YouTuber, các bạn có một cái câu giới thiệu rất là vui về cái kênh của các bạn mà làm sao để những người mà xem họ sẽ nhớ. Thì Hào chỉ nghĩ ra cái câu này thôi. Để coi các bạn có thích cái này không. Và khi mà nó nhanh á thì nó sẽ tạo một cái thú vị và mắc cười. Nếu mà không thì chắc khỏi bỏ luôn không. Vậy thì Hello Hào là gì? Hello Hào là nơi mà Hào sẽ muốn chia sẻ tất cả những kinh nghiệm của mình đến với các bạn về cuộc sống, gia đình, tình cảm, bạn bè, hoặc là một video nói chuyện phím, nói chuyện vui, hoặc là chia sẻ về một cái ngày làm việc mệt mỏi mà Hào sẽ phải vượt qua như thế nào, hoặc là về công việc của mình, về quản trị nhà hàng, khách sạn. Đó là một nơi mà Hào có thể đặt những tâm tư của mình vào cho chính bản thân mình ngồi đây và xem lại, cũng như là những người follow mình để có thể thấy được bản thân của họ trong đó. Đó là mục đích mà Hào muốn làm Hello Hào. Thực sự là không biết là kênh YouTube này các bạn có yêu thích hay không, hay là các bạn sẽ có rất là nhiều follower, nhưng mà cái mối quan trọng là Hào chỉ muốn làm ra để đó xem tới xem lui. Có những người mà yêu thích thì họ sẽ follow, các bạn yêu thích Hào các bạn sẽ follow Hào. Và ở kênh này Hào sẽ chia sẻ tất cả những kinh nghiệm mà mình đã có trong cuộc sống nè, bạn bè nè, tình cảm nè, gia đình nè, công việc, nhất là công việc và nhất là cuộc sống ở Mỹ. Rồi cái mà Hào muốn, thực sự muốn, Hào sẽ làm một cái episode mà nó có thể là dài tới mấy tập để nói về cái thời gian mà Hào mới qua Mỹ thế nào, Hào đã làm sao, đi học ra sao, hoặc là xin việc. Hào nghĩ đó là một cái kinh nghiệm sống mà rất là cần thiết và Hào rất là muốn chia sẻ với tất cả các bạn chuẩn bị qua Mỹ nè. Mới qua Mỹ, đó là cái điều mà thật sự khi mà mới qua Hào không có ai mà chia sẻ với mình hết. Ok, thì hôm nay cái video mà chủ đề quan trọng của video này không phải là nói về Hello Hào hay gì hết, mà chủ đề hôm nay là Hào coi mấy cái YouTuber khác á, thì có vẻ như là để mà say like hi, tôi bắt đầu làm YouTube, thì đây là cái tập mà để giới thiệu về bản thân cũng như là giới thiệu về một chút về mình. Thì hôm nay Hào sẽ làm về Q&A episode, có nghĩa là question and answer. Thì Hào sẽ liệt kê được 15 điều mà Hào có thể chia sẻ với các bạn. Hào là ai? Các bạn sẵn sàng chưa? Bắt đầu nhé. Ok, điều thứ nhất, tên đầy đủ, full name hay là tên đầy đủ. Thì tên đầy đủ của Hào là Trần Thái Anh Hào. Họ Trần là họ của ba, Thái là họ của mẹ, Anh là tên first name là tên tên của ông nội, Hào á là do một người mợ đặt. Tại vì lúc đầu á thì mẹ muốn đặt là Dũng, nhưng mà mợ mới nói là ở nhà có mấy cousin là anh em họ, có mấy anh họ là Hiệp nè, Hùng nè, Hoàng nè, rồi ông ngoại là Hòa, nên thêm một chữ Hờ, thế là Hào, thế là Trần Thái Anh Hào ra đời từ đó. Sinh nhật của Hào là ngày 13 tháng 8. Thì khi mà Hào sinh ra đó là vào chủ nhật 9 giờ rưỡi sáng, ngày chủ nhật ngày 13 tháng 8 năm 1989, có nghĩa là hôm nay, năm nay Hào đã 30 tuổi. Zodiac của Hào là Leo, là con sư tử. Thì Hào đúng là một người mà nếu mà các bạn có thắc mắc về Leo, Hào là cái người mà represent Leo rõ rệt nhất. Bởi vì hầu như là tất cả những yếu tố của Leo là Hào có hết, nên Hào là Leo và Hào rất là thích Leo. Hiện tại Hào đang sống và làm việc ở thành phố Seattle, tiểu bang Washington, nước Mỹ. Khi mà nói về Washington nó không phải là, các bạn có thể bị lầm là Washington DC là ở bên bờ, Washington DC là ở bên bờ East, là bờ Đông. Của Hào là bên bờ Tây, là gần với lại Vancouver, Canada. Nên các bạn đừng có lộn nha, ở Seattle. Seattle là một cái thành phố rất là mưa rất là nhiều. Chỉ có 3 tháng hè là cái tháng mà đẹp nhất, là không có mưa và rất là đẹp. Còn lại là chỉ cần mưa mỗi ngày, trời âm u thôi. Hiện tại Hào đang làm quản lý nhà hàng thuộc một công ty rất là lớn ở Seattle. Ở cái công ty này có tới 13 cái nhà hàng. Thì lúc trước là Hào làm một
cái nhà hàng đó, nhưng mà bây giờ Hào là sẽ là quản lý của tất cả các nhà hàng khác. Như tập video trước Hào đã nói rồi thì Hào sẽ là một cái bạn manager mà Hào sẽ fill in cho mấy cái manager khác mà đi vacation á, thì đó là công việc của Hào. Nên Hào sẽ làm hết cái 13 cái nhà hàng đó luôn. Không phải là một ngày làm 13 cái, nhưng mà sẽ là chia thời gian ra, một tuần nghỉ được 2 ngày. Cũng not bad. Màu sắc yêu thích, Hào rất là thích màu vàng và màu đen. Nhưng mà không hiểu dạo gần đây á, lại rất là thích màu hồng. Hào thích những cái màu tươi, nhưng mà nếu mà để chọn quần áo á, thì Hào sẽ mặc những cái màu rất là tối, như là màu đen, màu xám. Gần đây rất là thích màu nâu nữa. Món ăn yêu thích và thức uống yêu thích. Món yêu thích thì Hào rất là thích những gì mà mẹ nấu. Vì mẹ Hào là người nấu ăn rất là ngon, nên sẽ không có favorite food ở đây. Favorite drinks thì Hào uống wine rất là nhiều. Hào thích uống rosé, in summer Hào uống rosé rất là nhiều. Hào uống rượu đỏ cũng nhiều. Hào không có thích uống rượu trắng hay là uống cocktails nhiều, tại vì những cái thức uống đó sẽ có rất là nhiều đường và có rất là nhiều calories. Nên dạo này đang diet, đang trong một cái quá trình tập luyện và diet, nên Hào sẽ rất là chú trọng những chuyện đó. Hào đi tập gym 5 ngày một tuần. Có những cái tuần mà bận quá thì đi tập 4 ngày, khi mà bận lắm hoặc là mệt hay là bệnh 3 ngày, bệnh thì chắc là phải nằm ở nhà. Nhưng mà khi mà tập gym á, thì dạo này Hào tập lâu hơn. Hào tập hồi đó học tập một tiếng rồi xong rồi Hào đi về, nhưng mà sau này Hào tập hai tiếng một lần. Sau này Hào sẽ làm mấy cái video để mà chia sẻ với các bạn về lịch tập của Hào, là cách ăn uống này nọ, vì tại vì Hào không phải là một gymmer, nhưng mà nghĩ đó là một cái điều rất là thú vị, tại vì Hào đã tự khám phá cũng như là tìm kiếm những cái bài viết hoặc là xem rất là nhiều YouTube videos để mà có thể rèn luyện và tập gym đến cái ngày hôm nay, cũng là cái quá trình mà Hào nghĩ là các bạn cũng sẽ rất là thích khi mà Hào chia sẻ. Hào hiện tại là 160 pounds, là khoảng như là 72-73 kg. Và cái goals của Hào là sẽ lên được 165, nhưng mà còn phải trừ ra là body fat hoặc là bao nhiêu muscle nữa. Nhưng mà cái goals là sẽ là 165. Nhưng mà ăn uống rất là khó các bạn ơi, tại vì cái schedule mà đi làm á. Nhưng mà sẽ cố gắng đạt được cái mức đó và sẽ cho các bạn cập nhật thông tin. Sẵn nói về cân nặng thì nói luôn một cái vấn đề mà các bạn có thể nghĩ, nhiều người nghĩ khi mà nói với lại coworker của mình á, thì mấy người đó sẽ nghĩ rất là thấy ghê. Nhưng mà thật sự là tại vì tập gym thì Hào phải ăn ít nhất 1 pound thịt gà một ngày, là Hào ăn. Vì khi mà đi tập các bạn phải tính macro, là ăn bao nhiêu protein, ăn bao nhiêu fat hoặc là ăn bao nhiêu carbs. Thì Hào ăn protein intake của Hào thì Hào cho mình một ngày là ăn 1 pound chicken một ngày. Nghe có thấy ghê, nhưng mà sự nghe dịch bên Việt Nam thì 1 pound là khoảng 400 gram, nên cũng không có nhiều lắm. Nhưng mà ăn một meal một lần, nên Hào nghĩ là sắp tới Hào sẽ làm cái có chiến dịch là mukbang đó các bạn, là ngồi ăn 1 pound chicken cho các bạn xem, chắc là sẽ rất là thú vị. Nhẫn là Hào rất là thích mua nhẫn, nhưng mà mua nhiều rồi không có đeo mà cũng không có đi đâu. Nhưng mà mỗi lần mà lên Amazon mà ngồi mà lướt cái web của Amazon là cứ tìm những cái nhẫn nào mà mới mà lạ là mua thôi, là thích là mua thôi, mà không có đeo thường xuyên nữa. Mà có một cái website mà Hào rất là thích là ở bên Pháp, tên là Parts of Four. Đó là cái website Hào rất rất thích những cái design. Các bạn nhìn là các bạn giống như là tiền nào lấy đi, đừng đừng thương tiếc, đừng tiếc nuối gì hết, lấy tiền tôi đi và đưa tôi những đồ trang sức mà bạn thiết kế. Đó là một cái trang thiết kế rất rất đẹp. Nếu các bạn có yêu thích thì Hào sẽ để cái link ở dưới này nha. Các bạn nghĩ sao? Tekken. Instagram, thật sự Hào rất là đúng á, làm video, làm vlog á, là người ta sẽ
quảng cáo Instagram hoặc là Facebook rất là nhiều, nhưng mà không hiểu tại sao Hào rất là ngại khi mà nói về Instagram của mình ở đây hoặc là Facebook của mình. Nhưng mà Hào nghĩ đây là một cái công cụ cần thiết và nên để mà chúng ta có thể kết nối với nhau. Và Hào thực sự là cũng dùng Instagram của mình rất là nhiều. Nếu khi mà xem giúp các bạn biết là các bạn có thể track được cái thời gian mà mình bỏ ra để mà on Instagram á, là hình như là Hào gần cả 2 tiếng một ngày. Average một tuần là 2 tiếng là một ngày Hào ngồi trên Instagram. Mà thực sự là cũng chẳng biết làm gì, mà Hào post story rất là nhiều. Nên mà các bạn mà yêu thích kênh YouTube này, các bạn muốn follow Hào trên Instagram á, thì Instagram của Hào là Leo Hào T. Hào sẽ bỏ dưới đây nhé. L-E-O-H-A-O-T. Leo Hào T. Leo là Hào, là Leo. Hào là Hào. T là cái initial của last name, là Leo Hào T. Dream Vacation. Dream Vacation thì cái nơi mà Hào rất rất muốn đi đó là Santorini của Greece, là tính nghĩ ra tiếng Việt mà khúc đó quên. Hy Lạp. Santorini của Hy Lạp. Santorini. Đúng rồi, cái chỗ mà nhìn ra biển xanh thật là xanh đẹp, thật là đẹp á, là rất là muốn là sẽ dẫn người yêu của mình đến đó. Tại vì không biết nữa, chỉ thấy nó rất là đẹp và rất là muốn đi. Ngoài ra thì Hào cũng sẽ rất là muốn đi một vòng của Europe, châu Âu. Tại vì những cái cổ kính kiến trúc của nó rất là đẹp. Mấy năm trước Hào đi Barcelona là Hào rất là thích Barcelona, là oh my god, là in love với Barcelona luôn á. Nên lần này nếu mà có đi mà đi cho, Hào sẽ đi một cái tour châu Âu và sẽ dẫn người của mình đi. Talent thì thực sự là Hào là một người rất là khiêm tốn. Hào không nghĩ là mình có talent nhiều hay là giữ talent gì hết, nhưng mà để liệt kê ra được một talent thì Hào nghĩ là Hào có thể hát. Nhưng mà hát các bạn mà ở trên Facebook của Hào á, các bạn có nhiều bạn cũng thích Hào post clip hát luôn, các bạn hỏi là tại sao không post clip hát, nhưng mà thấy hát cứ bị chênh phô á, nên là Hào rất là chú trọng về cái điều đó, nên nhiều lúc mà không nghĩ đó là một talent của mình. Nhưng mà nếu mà hỏi talent thì Hào có thể làm việc dưới cái độ stress, giống như là chịu sức áp lực của công việc rất là cao. Đó là cái mà Hào không biết có thể là talent hay là weakness nữa, nhưng mà chắc là talent đi. Tại vì những người công ty rất là thích Hào, tại vì Hào làm việc rất là nhanh, học rất là nhanh, không có cho người ta thấy là mình bị stress ra mặt. Tại vì như vậy mình làm trong nhà hàng mà đông mà bị stress là người ta sẽ biết mình bị stress, nhưng mà Hào thì không có đó, chỉ có một cái mặt blank như thế này thôi. Đó là talent. Và đó là 15 điều mà Hào muốn chia sẻ với tất cả các bạn. Hy vọng rằng các bạn, một trong những 15 điều các bạn thể hiểu thêm một chút về Hào cũng như là vlog này. Nếu các bạn yêu thích kênh YouTube này, đừng quên nhấn nút like, subscribe, chia sẻ, comment. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Hello Hào ở tập tiếp theo. Hit him with the bell, sitting by the pool, meditating in Chanel. Mama always said that my